Chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu món cháo gà ác. Đây là một trong những món ăn cực kỳ ngon và bổ dưỡng cho những người bị đau dạ dày. Để nấu món ăn này thì chúng ta cần những loại nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là một con gà ác, khoảng 8-9 lạng, gạo tẻ, gạo nếp. Chúng ta sẽ cần có đậu chickpea, có tên gọi khác là đậu gà. Trước khi nấu chúng ta phải ngâm trước khoảng 5-6 tiếng để cho hạt đậu nở ra đã. Loại đậu này nếu như các bạn không có thì cũng có thể thay bằng đậu xanh cũng được. Bí ngô và một số loại rau gia vị như hành, gừng, rau mùi. Đầu tiên tôi sẽ rang gạo lên. Ở đây khoảng 70g gạo tẻ và 30g gạo nếp. Tôi sẽ cho một chút dầu ăn vào và đảo đều lên. Sau khi rang khoảng 3-4 phút thì tôi sẽ dừng lại vì gạo đã đạt đến cái màu mà mong muốn rồi. Rang gạo sẽ tạo ra một cái mùi thơm rất là đặc biệt cũng như là làm cho cháo được nhanh nhừ hơn. Tôi sẽ chia nhỏ con gà này ra thành nhiều phần để ninh được nhanh nhừ hơn. Ướp thịt gà với hành khô băm nhỏ và gừng thái chỉ, 2 thìa nước mắm và hạt tiêu. Sau đó chúng ta sẽ trộn đều lên để cho thịt gà được ngấm với cả gia vị thật là thơm trước khi xào. Sau khi ướp gà được khoảng 10 phút, tôi sẽ bật bếp lên và để nhiệt độ cao nhất. Khi chảo đã bốc khói lên rồi, lúc này tôi sẽ cho gà vào. Mùi rất thơm. Chúng ta sẽ xào cho thịt gà xe mặt ngoài lại và có hơi rám vàng một chút là được. Sau đó thì tôi sẽ tắt bếp và cho vào nồi cháo. Công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ cho tất cả nguyên liệu còn lại vào trong nồi hầm. Đậu chickpea. Bí ngô chúng ta sẽ dùng khoảng 200g. Cắt hạt lựu. Tôi sẽ lấy khoảng 3,5 lít nước. Đậy nắp lại và mang đi hầm khoảng 40-45 phút là được.